Bao nhiêu dép mẫu xe điện cỡ nhỏ thuộc tập đoàn SAIC, GM, Wuling đã được một đại lý đăng tin hé lộ chiếc xe này đang chuẩn bị về Việt Nam. Mặc dù ban đầu chiếc xe này được dự kiến rằng sẽ ra mắt để cạnh tranh với cả VinFast VF3, nhưng VinFast VF3 thì mãi chưa thấy đâu mà chiếc xe này thì đã chuẩn bị về tới Việt Nam rồi. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thông tin về mẫu xe điện cỡ nhỏ này nhé. Ở Trung Quốc, Bảo Jun Zep có hai phiên bản với mức giá lần lượt là 79.800 nhân dân tệ và 89.800 nhân dân tệ, quy đổi ra là khoảng 274 triệu đồng và 309 triệu đồng. Như vậy, Bảo Jun Zep sẽ có giá cao hơn Wuling Hồng Quang Mini EV khi về tới Việt Nam. Ở Việt Nam thì Wuling Hồng Quang Mini EV đang có mức giá là 239 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 255 triệu đồng cho phiên bản nâng cao. Rồi, hãy cùng nhìn sâu về mẫu xe này. Đầu tiên sẽ là về mặt thiết kế. Bảo Jun Zep là một chiếc xe 4 chỗ với 3 cửa, thiết kế theo những chiếc SUV địa hình với những đường nét táo bạo để hướng tới đối tượng là những người trẻ. Xe sẽ có 5 màu sắc rất là trẻ trung, đó chính là màu cam, màu xanh lá cây, màu trắng, màu hồng, cuối cùng là màu đen. Về kích thước, là một mẫu xe điện cỡ nhỏ nên Bảo Jun Zep chỉ sở hữu chiều dài nhỉnh hơn 3m, chiều dài cơ sở dừng lại ở mức 2110mm. So với đối thủ so kè trực tiếp, đó chính là VinFast VF3. Mẫu Bảo Jun Zep sẽ dài hơn một chút về chiều dài tổng thể. Còn về chiều dài cơ sở thì VF3 vẫn chưa được công bố nên vẫn chưa thể so sánh được gì nhiều. Tuy nhiên, cả hai đều là hai mẫu xe điện cỡ nhỏ nên người dùng vẫn sẽ phải đánh đổi giữa việc ngồi 4 người hoặc là ngồi 2 người cộng với cả hành lý, sẽ luôn luôn phải hy sinh không gian trên những chiếc xe nhỏ như thế này. Về trang bị tiện nghi, Bảo Jun Zep có một phần trang bị bằng với cả một chiếc xe gấp 3, gấp 4 lần giá của nó, bao gồm toàn bộ hệ thống đèn LED ở bên ngoài, tính năng keyless entry, đèn pha tự động, cửa kính một chạm. Vào bên trong nội thất, Bảo Jun Zep có hai màn hình 10,25 inch, ghế và vô lăng mọc ra, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động hai vùng đi kèm với cả lọc không khí, gạt mưa tự động, cần số núm xoay, 3 chế độ lái, có cả phanh tay điện tử và auto hold. Có thể thấy, trang bị của Bảo Jun Zep là quá dồi dào ở trong phân khúc so với một mẫu xe cùng nhà, đó là Wuling Hồng Quang Mini EV thì đúng là một trời một vực. Các bạn thấy sao về phần trang bị này? Có thể để lại một ý kiến nhé. Về tính năng an toàn, Bảo Jun Zep được trang bị cực kỳ đầy đủ, bao gồm cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ đổ đèo, radar ở phía trước, camera ở phía sau, cảnh báo áp suất lốp. Thậm chí khi mua bản cao, Bảo Jun Zep còn có bộ ADAS bao gồm đỗ xe tự động, cruise control, giữ làn đường, camera 360, phanh khẩn cấp ở phía trước, cảnh báo lệch làn, cảnh báo mở cửa và cuối cùng là cảnh báo điểm mù. Nếu toàn bộ phần trang bị an toàn của Bảo Jun Zep còn đầy đủ khi mà về tới Việt Nam thì đây sẽ là một điểm cộng cực kỳ lớn của chiếc xe này. Người dùng sẽ không cần phải chê bai một chiếc xe không có tính năng an toàn như là Wuling Hồng Quang Mini EV. Thậm chí một chiếc xe gấp 3 lần tiền cũng chưa chắc là có được danh sách trang bị an toàn đầy đủ và dài như là Bảo Jun Zep. Về phần động cơ, Bảo Jun Zep là một chiếc xe dẫn động cầu sau có cục pin LFP 28,1 kWh cho quãng đường di chuyển là 303 km, nhiều hơn con số 210 km của VinFast VF3 công bố. Sức mạnh của motor này cho ra là khoảng 67 mã lực và 140 Nm mô men xoắn. Tốc độ tối đa của xe đạt được là 100 km/h. Để tổng kết lại về Bảo Jun Zep thì đây là một mẫu xe điện cỡ nhỏ hướng tới người trẻ và hướng tới cái sự ăn chơi khi mà có cái thiết kế bên ngoài rất cá tính và khác biệt. Đi kèm với đó là những cái trang bị rất dồi dào cả ở phần ngoại thất cũng như là cả phần nội thất, và chưa kể đó là danh sách an toàn của nó thì rất đầy đủ. Tuy nhiên, rất có khả năng chiếc xe này sẽ không còn là một mẫu xe điện cỡ nhỏ giá rẻ nữa, bởi vì ngay từ giá ở bên Trung Quốc thì Bảo Jun Zep đã đắt hơn Wuling Hồng Quang Mini EV. Và đó là tất cả thông tin Xế Cưng mang tới cho các bạn về mẫu Bảo Jun Zep. Mẫu xe rất có thể sẽ ra mắt ở Việt Nam trong tương lai gần. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Liệu chiếc xe Trung Quốc này có đạt được sự ghi nhận ở thị trường Việt Nam hay không? Hãy cùng để lại một ý kiến ở phía dưới nhé. Đừng quên tặng chúng tôi một like, một subscribe nếu thấy video hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.